Nè 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 nè, mọi người đã từng chứng kiến 40 pho tượng thần thoại Hy Lạp giác vàng ở trên đỉnh núi Bà Nà chưa? Xin chào mọi người, lại là Quỷ đây. Và lần này thì Quỷ muốn giới thiệu với mọi người Thác Thần Mặt Trời do chính gia tộc Freely của nước Ý thực hiện. Đây là một cái gia tộc có hơn 150 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đúc đồng và chạm khắc đá cẩm thạch. Và Thác Thần Mặt Trời là công trình đầu tiên mà gia tộc này thực hiện ở tại Việt Nam đó. Nhưng mà cái việc chọn mẫu hình cho công trình này cũng là một vấn đề siêu nhức đầu. Và cuối cùng thì là cái hệ thống đài phun nước ở cung điện Peterhof nằm bên bờ biển phía tây nam của St. Petersburg đã lọt vào mắt xanh để trở thành một cái mẫu hình được chọn lựa duy nhất. Thế là sau một cái thời gian dài ơi là dài để thi công thì nơi quảng trường Morin cổ kính ở trên đỉnh Bà Nà, Thác Thần Mặt Trời đã chính thức ra đời. 40 bức tượng vàng có kích thước như là người thật, cực kỳ là rực rỡ. Đầu tiên là tượng thần ánh sáng Apollo nha, chắc là mọi người từng vô tình thấy đâu đó rồi đúng không em? Sau đó là tượng thần Triton, con trai của thần biển cả Poseidon, là một trong ba vị thần mạnh nhất ở trên đỉnh Olympus đó. Thần Triton thì được tạo tác với mái tóc xoăn nè và thân hình thì vạm vỡ, đang chiến đấu với lại quái vật biển cả. Nhưng mà nổi bật và ấn tượng nhất đó chính là thần mặt trời Helios, ai phong cưỡi ngũ mã phanh, ít nhầm, cưỡi 5 con chiến mã. Mọi người thấy rực rỡ sắc vàng mê hoặc lòng người chưa? Xung quanh tượng thần Helios đặt 7 pho tượng thần khác nhau, như là thần Venus là vệ nữ nè, thần Bacchus là thần rượu nho, hay là thần Apollo là thần tri thức và nghệ thuật. Rồi còn có nữ thần Athena là thần trí tuệ và chiến tranh. Cứ lo kể tên các vị thần mà Quỷ quên không nói cho mọi người nghe một điều đặc biệt nhất. Đó là để tạo ra cái ánh sáng vàng độc đáo thì gia tộc Freely đã sử dụng một cái kỹ thuật tạo ra hợp kim bí truyền cổ xưa. Kỹ thuật này Quỷ cũng không biết à nha. Rồi thêm nữa, mọi người có thắc mắc vì sao các cái bức tượng này lại khỏa thân em? Đây chính là một cái phong cách nghệ thuật điêu khắc cực kỳ nổi tiếng vào thời Phục Hưng luôn. Một cái thời kỳ huy hoàng và đỉnh cao của nhân loại luôn á. Rồi bây giờ thì tư vấn nè, thời gian nào thì tham quan và chụp hình đẹp nhất ta? Đó là tầm vào buổi sáng khoảng từ 6 giờ cho đến 9 giờ và buổi chiều tầm khoảng 4 giờ cho tới 8 giờ. Đó là cái khung giờ mà ánh sáng xuyên và rất là đẹp và cũng ít người chen lấn với bạn nữa. Tha hồ mà chụp nha. Lại quên nữa, hậu Covid trí nhớ kém quá đi. Nhớ là phải có mặc đồ thiệt là nổi nha. Đừng có mặc màu vàng là chìm luôn giữa các vị thần đó. Hay còn công phu hơn là mình kiếm luôn một bộ đồ nam tước, bá tước hay huân tước hay tử tước hay khổng tước. Ý, không có khổng tước là mình sẽ đạt được chuẩn soái ca từ thời cổ rồi. Rồi, clip này thì Quỷ chỉ giới thiệu về Thác Thần Mặt Trời thôi. Còn clip sau sẽ giới thiệu về Bà Nà đến mọi người nha. Tạm biệt mọi người.